Chiều nay, 20 tháng 3, đội tuyển Việt Nam đã hội quân bước vào buổi tập luyện đầu tiên chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2019 tại sân bóng Trung tâm Đào tạo trẻ Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Các bài tập chủ yếu là chạy khởi động, kiểm soát bóng và phối hợp nhóm. Huấn luyện viên Hữu Thắng muốn các học trò được thoải mái nhất sau quãng thời gian phải căng sức tại V-League. Buổi tập luyện đầu tiên của tuyển Việt Nam thiếu 4 cầu thủ là Văn Quyết, Hồng Duy, Tuấn Linh và Minh Tuấn do đang chuẩn bị cho trận đá bù thuộc vòng 9 V-League vào ngày 23 tháng 3 tới. Trong khi đó, Đinh Đông đau nhẹ và phải tập riêng. Tâm điểm của sự chú ý là Xuân Trường. Xuân Trường nhận được sự quan tâm đặc biệt của báo chí. Anh đang là một trong những gương mặt được kỳ vọng nhất, không chỉ ở đội tuyển Việt Nam mà còn ở cả U23 Việt Nam. Trong chiến dịch vòng loại U23 châu Á và đặc biệt là SEA Games 29 tới đây. Trong danh sách 23 cầu thủ được tập trung lần này, có 5 cầu thủ lần đầu được gọi vào đội tuyển quốc gia, gồm hậu vệ A Hoàng, tiền vệ Hồng Duy, trung vệ Hoàng Văn Khánh, tiền đạo Tuấn Tài, thủ môn Minh Long. Đây là 5 cầu thủ đang đạt phong độ tốt tại giải bóng đá chuyên nghiệp vô địch quốc gia 2017. Trong đó, tiền vệ Hồng Duy chia sẻ rằng: "Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc và em cần phải nỗ lực hơn nữa để cố gắng phục vụ cho quốc gia nhiều hơn. Em thấy buổi tập hôm nay của đội là rất vui vẻ và hòa đồng thân thiện với nhau." Chiều ngày mai, đội tuyển Việt Nam có buổi tập nhẹ cuối cùng trước khi thi đấu giao hữu quốc tế với đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa trên sân vận động Hàng Đẫy ngày 22 tháng 3.